Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, sáng nay, đồng chí Đỗ Giang Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu tại chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Cùng đi có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Trần Thị Qua Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, cùng với các chủ trương và các chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc Hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cùng các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer nhiều sức khỏe, đón Tết cổ truyền an lành hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận những đóng góp không nhỏ của các vị chư tăng cùng đồng bào Phật tử Khmer cho sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung. Đồng chí mong rằng các vị sư với uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Phật tử Khmer tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.